Xem tử vi về ngày mới, rất hoan hỷ chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về trong vòng 2 ngày tới, tức là từ ngày 15 và ngày 16 tháng 12 năm 2022 về dương lịch. Top 3 con giáp sa chân vào hố tài lộc, giàu lên bất chấp, khiến cho thiên hạ phải vô cùng ghen tị. Với trong 2 ngày tới đây thì 3 con giáp sau đây là 3 con giáp may mắn hết phúc phần của thiên hạ, tài lộc cực kỳ dồi dào. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 2 ngày, ngày 15 và ngày 16 tháng 12 năm 2022 về dương lịch này, đó là con giáp người tuổi Sửu. Đối với con giáp người tuổi Sửu thì đứng đầu bảng nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 2 ngày, ngày 15 và ngày 16 tháng 12 này. Trong vòng 2 ngày tới thì đây là thời gian bước đệm tạo một sự nhảy vọt để cho phép con giáp người tuổi Sửu này đón đầu những sự thành công trên con đường sự nghiệp và giàu có về chuyện tiền bạc. Sửu vốn là con giáp thông minh tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và lại biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có một cuộc sống cực kỳ viên mãn từ đây. Còn chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng dần khởi sắc, với người độc thân sẽ gặp được một người quan trọng để cả hai cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Với những cặp đôi trong thời gian này thì rất có ý thức trong việc là phải hâm nóng chuyện tình cảm lứa đôi bằng những cuộc hò hẹn riêng tư chỉ có hai người. Bởi vì bạn vốn là con giáp thông minh tài giỏi, nên khi gặp vào 2 ngày, ngày 15 và ngày 16 tháng 12, đây là 2 ngày thiên thời địa lợi của người tuổi Sửu. Nếu như Sửu biết nắm bắt và chớp đúng cơ hội thì chắc chắn tài lộc của bạn cực thịnh trong 2 ngày của tháng 12 này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 2 ngày, ngày 15 và ngày 16 tháng 12 năm 2022 về dương lịch, là con giáp người tuổi Dậu. Đối với con giáp người tuổi Dậu thì được xếp hạng thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 15 và ngày 16 tháng 12 này. Với người tuổi Dậu thì được thần tài chiếu cố hết mình vào 2 ngày tới, tức là ngày 15 và ngày 16 tháng 12, trong công việc cực kỳ suôn sẻ, tài vận nhất định là dồi dào. Đồng thời, bạn có lộc lá tràn trề với con đường sự nghiệp phơi phới, bởi vì lúc này là lúc phúc khí nhà trời đều đổ dồn vào con giáp này cho Dậu hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của người tuổi Dậu ngày càng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên. Với một vận trình tình cảm của người tuổi Dậu lúc này cũng trở nên hài hòa và ấm êm hơn. Ở trong thời gian sắp tới thì bạn và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời, với một sự chủ động và hâm nóng tình cảm giúp cho cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào. Đối với con giáp người tuổi Dậu này, khi bước vào 2 ngày hoàng kim của Dậu, đó là ngày 15 và ngày 16 tháng 12 năm 2022 về dương lịch, thì người tuổi Dậu phải nhanh tay chớp lấy thời cơ hiếm có này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top 3 con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 2 ngày, ngày 15 và ngày 16 tháng 12 năm 2022 về dương lịch, là con giáp người tuổi Mùi. Đối với con giáp người tuổi Mùi thì được xếp hạng thứ ba nằm trong top 3 con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 2 ngày của tháng 12 này. Với người tuổi Mùi là người hợp nhật nguyệt, nó hỗ trợ trong việc tương tác khi mà bạn cố gắng để xây dựng các ấn tượng, và đặc biệt với một nhân vật đặc biệt nào đó, và tuyệt vời là bạn có thể làm và điều đó mà không gặp khó khăn gì. Với 2 ngày từ ngày 15 và ngày 16 tháng 12 là nhờ có thiên ấn, và dường như người tuổi Mùi này cảm thấy một sự tự tin hơn để thoát ra khỏi những khuôn khổ và rào cản. Bạn như là cánh bướm có thể tung bay và tung cánh nơi chân trời mới. Bởi vì ngày ngũ hành tương sinh
nó hậu thuẫn rất nhiều cho bạn trên con đường tài lộc và con đường tình cảm. Nhưng cũng một điều may mắn là khi bước qua hai ngày này cũng là lúc một thời điểm hiếm hoi dành cho người tuổi Mùi. Do đó, bạn nhớ tìm cách để chia sẻ, nói ra những nỗi niềm của lòng mình một cách thẳng thắn hơn. Khi mà đôi bên hiểu nhau hơn thì những xung đột cũng sẽ giảm bớt ở trong tương lai. Và một điều chắc chắn, khi bước qua hai ngày hoàng kim lộc trời ban, tức là ngày 15 và ngày 16 tháng 12 năm 2022 về dương lịch dành cho người tuổi Mùi, thì người tuổi Mùi phải nhanh tay chớp lấy thời cơ này. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Trong 10 ngày tới, với những con giáp sau đây, không thành đại gia cũng thành tỷ phú. Với những con giáp phát tài phát lộc này, chúng mánh cực động, tiền tỷ bỏ túi, tài chính thì bùng nổ. Đây là con giáp giàu sang khó bì. Và theo tử vi cho biết, trong 10 ngày tới đây, thì với những con giáp sau đây là những con giáp có vận trình vô cùng may mắn. Họ làm gì cũng có quý nhân luôn bên cạnh giang tay giúp sức. Chính vì điều đó mà công thành danh toại đến với con giáp này là điều dễ hiểu. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Ngọ. Với chuyện tình cảm trong 10 ngày tới đây của Ngọ rất tốt lành, bạn nên phải dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu. Và bạn cũng nên nhớ rằng bạn có thể mất công việc, mất bạn bè, nhưng nếu mất gia đình thì đó lại là một điều bất hạnh. Hãy dành thời gian cho gia đình. Và khi bước vào 10 ngày tới đây thì người tuổi Ngọ là một trong những người đạt được rất nhiều thành công trong công việc, có rất dễ trở thành lãnh đạo, là một sự thay đổi lớn lao trong công việc của người tuổi Ngọ. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bạn phải thay đổi con người của bạn. Còn với tình hình tài chính của người tuổi Ngọ trong thời điểm này là khá hơn nhiều, khi mà lúc thiên thời địa lợi nhân hòa đến với bạn cũng là lúc bạn có tiền, cuộc sống cũng trở nên dễ thở hơn. Với con giáp này cũng nên phải lập một kế hoạch đầu tư để có thể thu về những lợi nhuận lớn hơn thế. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Thìn. Xin chúc mừng người tuổi Thìn trở thành một con giáp may mắn và gặt hái rất nhiều thành công vang dội trong 10 ngày tới đây. Họ luôn tích tụ những lộc trời ban. Với người tuổi Thìn là người sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ trong công việc, đi vào sự ổn định và đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Với những người tuổi Thìn luôn được cấp trên yêu mến, coi như là cánh tay đắc lực mà yên tâm giao cho bạn những dự án quan trọng nhất. Thìn là người biết cách lập kế hoạch cho công việc, nên người tuổi này làm gì cũng có một tuần tự, từng bước một, từng bước vững vàng. Dù trong công việc có bộn bề đến mấy, cũng không dễ gì rơi vào những cảnh bối rối. Còn chuyện hợp tác làm ăn chắc chắn tiến triển thuận lợi. Vì vậy, túi tiền của con giáp này lúc nào cũng rủng rỉnh, có thể là tăng gấp 2, gấp 3 so với những tháng cũ. Và với những thời điểm này là những người làm ăn kinh doanh sẽ nhanh chóng ký kết được nhiều hợp đồng khủng, xây dựng các mối khách hàng lớn hơn, đối tác thuận lợi hơn và có một vận trình tình duyên êm đềm cho cả với những người độc thân và những người đã có gia đình. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Tý. Đối với con giáp người tuổi Tý thì theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra, với người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và có suy nghĩ rất thực tế. Với con giáp này là con giáp sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người rất trọng chữ tín, nói được là làm được. Và khi bước vào 10 ngày tới đây thì con giáp người tuổi Tý là con giáp có đường sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa nhà Tý. Họ sẽ nhận được những cơ hội mới để phát triển trên con đường sự nghiệp. Với người tuổi này, nếu là người làm công ăn lương thì sẽ thăng chức tăng lương là điều hiển nhiên. Họ cũng cần phải chuẩn bị một tinh thần, chuẩn bị một sức khỏe cho những công tác dài hạn. Nếu với người làm ăn xa thì cũng có những tin vui báo về với gia đình. Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp người tuổi Tý cũng nên phải tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy chọn con đường ổn định trong ít nhất 3 tháng tới đây. Do là làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm.
Vì vậy, họ cần phải chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học hơn thì mới đảm bảo sức khỏe. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.